Xin chào toàn thể anh em nuôi ong. Nếu mà trong vòng một ngày mà tôi rỗi là tôi sẽ làm từ 3 đến 4 video, chẳng hạn như ngày hôm nay. Nói về kỹ thuật nuôi ong thì không cái video nào trùng với cái video nào. Toàn về mặt kỹ thuật. Như cái video cái lúc 3 giờ 45 phút chiều nay bắt đầu mới phát lên, cũng chỉ là một đoạn video của Ngô Đức Thắng tầm 2 phút, nhưng mà tôi đã làm được 2 video. Đấy là trình độ của người làm YouTube. Trên nền tảng là phải có kiến thức về ong và phải có sự nhận biết. Thì trong thời gian tới tôi sẽ có một cái chương trình sẽ giới thiệu toàn bộ lại các video của kỹ sư Ngô Đức Thắng để chúng ta xem lại. Thì đợt vừa rồi tổng số là tôi có 130 đàn. Thì để ở nhà 10 đàn yếu, nhưng mà ong ở dưới đồng bằng giờ vẫn cứ phát triển tốt, vẫn cứ đẹp. Giờ là hết mật, giờ là phải cho ăn, bắt đầu cho ăn rồi. Bắt đầu là phải cho ăn đến lúc thu vải nhãn. Nếu mà chia đàn, giờ là vẫn chia được đàn như dưới đồng bằng. Đấy. Đồng bằng thì cái nguồn phấn mà trong cái thời gian này, mà cái thời gian tháng 7 là chịu khó mà di chuyển, nhưng mà đặc biệt vùng ở đồng bằng thì cái vườn mà để được từ 100 đến 150 thùng ong là rất khó vì đất chật người đông ở dưới đồng bằng. Đấy. Còn năm nơi giờ đang dòng ngô mới lên thế này. Đấy. Là năm ngoái tôi lười tôi không chạy, rất xa sút. Thế thì ở nhà có 10 đàn mà đi là có 110 đàn. Thế thì cũng kể cái chuyện cách đây không lâu rồi, cái chuyến đi vừa rồi là gặp cướp, nhưng mà số đen lại ngược lại, như bây giờ nó lại thành số đỏ. Số đỏ được anh em ở ngoài xã, anh em nuôi ong Quảng Na, và gọi điện gửi lời. Đấy. Thế thì tôi cũng không hiểu cái số đỏ mình nó như thế nào. Thì nay tôi sẽ kể sơ qua cho các bác nghe. Tôi cũng rất tinh vi nhưng mà không ngờ tới. Ví dụ tối hôm qua chở ong đến nhà người ta, sáng mai con trai con gái nhà người ta, nhà cái bà đấy, là bà đấy thì ở một nơi mỗi mình, thế mình cũng yên tâm rồi. Thế là con trai con gái đến đuổi tôi đi, thế là bắt buộc tối nay tôi phải chạy. Tôi vừa chạy đến cái điểm thứ hai cách đây khoảng tầm một cây, và cũng được rất nhiều anh em ở ngoài đấy giúp đỡ chạy chuyển. Khi chuyển xong được một tuần, lại ông chủ gia đình rất tốt, cực tốt luôn đấy, nhưng mà vì cái dân ở đấy là nó thụ phấn, cái kiểu dưa hấu đấy, nó kêu rồi nó đe dọa này, nó chửi bới đến nhà ông ấy, nhà ông chủ, ông tôi để ông. Thế ông chủ lại giục tôi chạy, thì tôi bắt buộc phải chạy tiếp. Thế thì tôi chạy thì cái số không may lại gặp may sao? Nếu mà để ở cái vườn đấy là tôi mất hết ong, còn cái thùng mới lại không có vẻ, ong là tan xác hết. Thế thì cái vùng đấy là vùng đất trũng, ở cái xã Quảng Na đấy, ở cái xóm đấy nhé, vùng đất trũng. Thế thì hình như mùng 2 là mùng 1 âm là tôi ở ngoài đấy, tôi bước ra về. Thì mùng 1 là tôi về nhà. Mùng 1 tháng 5 là tôi bắt đầu về nhà. Đấy. Thế thì tôi chuyển ong từ nhà ông đấy mà đi cách đấy khoảng tầm 2 cây nữa. Thì để cái chỗ này là cái chỗ trên cao.
Thì mồng 4 đến mồng 5 âm vừa rồi đấy là ở ngoài Uông Bí hay là khu vực Hải Phòng mưa lụt, mưa cục bộ, là mưa từ đêm hôm trước và đến tận 3 giờ chiều hôm sau. Và tôi quay cái cảnh gọi là ao trên đường phố trực tiếp đấy, một đoạn ngắn để chúng ta thừa hiểu. Thế thì cái khu vực mà tôi để ong ở nhà cái ông chủ đấy thì nó vùng đất trũng, thì cái chỗ đấy lại lụt, lụt là ngập hòm ong đấy, lụt ngập hòm ong đấy. Thế thì để trên cao này thì lại yên tâm không việc gì hết. Thế thì cái rồi nó lại có cái may, may là may tôi lại, nếu mà ông chủ không, dân ở đấy nó không đuổi đi thì mình mất hết ong qua cái trận lụt mùng 4 đến mùng 5 âm vừa rồi. Thế đến hôm qua hôm xưa thì anh em ở ngoài Quảng Na, Sơn Dương, thành phố Hạ Long đấy thì mới điện một số bác là qua xoăn, nếu mà bác để đấy là hỏng hết ong, nhưng mà bác lại được về cái chỗ này thì bác quá yên tâm. À, thế thì đi di chuyển như thế thì cái vòng đầu bán hết, vòng thứ hai cũng bán được hết, thế là có tiền, có thóc dư đấy. Ong vẫn cứ lên, không mất tiền đường đấy, chỉ mất thi công. Thế còn ong ở nhà này thì thực sự ra là chúng ta phải xác định nuôi ong di chuyển mấy, những người người nhiều, còn những người ít mà nuôi tại chỗ tại gia đấy, có 5-10 đàn các bác, ai mà ở vùng núi mà nó có nguồn mật keo thì chúng ta là phải di chuyển đàn ong đến, chỉ cần cách xa là khoảng 2 km thôi, để chúng ta bán mật và nó thưa nguồn ra thì nó lên nhanh hơn đấy. Thế thì trong cái thời gian này thì tôi cũng nhắc lại lần cuối này, nếu mà đặt ong ở vùng có nguồn cây keo thì từ nay đến tháng 8, một là không phải cho ăn, hai nữa là cho ăn ít, nếu thiếu phấn là chúng ta phải là phải bỏ luôn đấy, thà rằng mất một đồng còn hơn mất một đàn bay đấy. Nếu mà chi phí phấn thì chỉ mất từ 2 đến 30 nghìn một đàn ong 2-3 cầu, chúng ta lấy cái đấy điểm này làm gốc. Thế còn hôm nay, thế còn ở những vùng mà không có nguồn cây keo là chúng ta là phải rút cầu cho đàn ong về thế ổn định và cho ăn là no. Và từ nay đến cái lúc vào vụ xuân hè, à vào vụ thu đông thì chúng ta là phải cho ăn bít nắp. Mà tình trạng mà thiếu phấn ở những cái vùng mà không có nguồn cây keo là chúng ta cũng phải bo. Và đặc biệt về cái mùa dưỡng ong, nếu rừng núi thì chúng ta là phải chống cái loại ong rừng đấy. Và vùng mà không có nguồn cây keo thì nó không có ong rừng, chúng ta chú ý như thế. Và đặc biệt ít xem, ít mở đàn ong ra thôi, xem thôi. Thế thì cũng chia sẻ nhanh khái quát qua đấy, số đen nhưng mà lại thành số đỏ, mà được ở ngoài đấy anh em gọi bảo là bác chuyển đi, bác mà cứ nằm ở chỗ đấy là bác bị lụt là hỏng hết ong, nhưng bác chạy đi rồi là giữ nguyên được đàn ong, bốc bay đâu 7-8 đàn vì nó dao động. Bây giờ sẽ quay một số đàn ong và một số đàn, nay là ngày thứ 10 ong chúa ra phối và đã đẻ à, và một số đàn ong nói chung là rất đẹp, quân thì nó đã ổn định rồi nhưng mà ruột đẹp chỉ có tốt được. Vâng, đây là ngày giờ thì thường thường là tôi cứ chia đàn à, thì
cắm mũ chúa 10 ngày sau tôi mới kiểm tra. Đấy. Đây là cái miếng tai mèo của cái đàn. Đấy. Và trông con ong mà nó cứ không đen như thế này là còn ông chú đã đi giao phối về được. Trông nó vẫn cứ mỡ, mỡ con. Đấy. Không biết tôi xem nó đẻ chưa. Khi thế này là phát hiện ra ong chúa có được hay không thì chúng ta nhìn vào cái sắc thái của con ong này này. Đấy. Và tôi sẽ chống vào đây. Hạ cái máy này xuống để cho chúng ta nhìn dễ. Thì chúng ta cứ kiểm tra đàn ong mà nó có trứng là đầu tiên là chúng ta nhìn sắc thái con ong này. Đấy. Sắc thái con ong nhé. Hình như con này đẻ rồi. Đây là con trứng này này. Đấy. Con trứng như người này là con ong chúa đã giao phối về được và đã đẻ. Đấy. Đấy. Cái trứng nó ở cái lỗ này. Nó mới bắt đầu đẻ báo thôi nhé. Đây. Đây này, đây quả trứng này, này. Đấy. Mới bắt đầu đẻ báo nhé. Đấy. Như thế là đã được. Thế mà cái đàn như thế này, cái như này mà chúng ta cứ đẻ cho ong chúa đẻ trong vòng một tuần bụng to đi rồi chúng ta chuyển ong chúa sang đàn khác là ok, lại qua mũ chúa lại ghép vào. Đấy. Đây là cái mẹo làm mà gọi là mẹo vặt. Đây là đàn thứ nhất. Nói chung là tất cả là thay có 6 con ong chúa thôi. 1, 2 5 con. 5 con thôi thì chắc chắn là tôi tin tưởng được hết. Được hết vòng quanh ở đây là rất nhiều ong đực. Đây còn đây cái đàn này. Đàn này thì sau này độ khoảng một tuần nữa ông chúa mà to bụng là tôi sẽ bắt mang đi Quảng Ninh để chia. Đấy. Chia ngoài đấy là có ong chúa sẵn rồi. Kiểm tra thì ví dụ trong vòng một ngày là ví dụ là tôi kiểm tra nhanh lắm. Ví dụ có độ khoảng 50 đàn là chỉ một ngày là xong. Đàn nào mất trong vòng 10 ngày. Đang quay không nghe. Đàn này là vẫn còn ông chúa và ông chúa đã để tìm. Không biết nó nằm chỗ nào. Đây ông chúa đi. Bắt đầu điểm điểm báo. Đàn này có muốn phát triển là tối là phải cho ăn ngay một máng. Để tôi nhìn trứng rồi tôi phóng ra. À. Con này cũng mới đẻ thôi. Thank you.
À, như thế này là nó mới đẻ độ khoảng được vài quả thôi chứ rất khó tìm, nó ẩn theo cái chỗ mấy cái con ong này này. Biết quần thổi lại dê vào là đây cái trứng đây đây. À, thế này là ong chúa đã được tối cho ăn một máng. Đấy, chúng ta kiểm tra như thế. Đàn này mà đến chăm được đến cuối năm là phải thành ba đàn, giờ mới có một cầu nhé, ba đàn đến Tết là 10 đàn nếu mà không bị dính thuốc. Thế còn đây là cái đàn hai cầu cho xây. Đấy. Hai cầu cho xây rồi và đã xây xong mà nó đã lên nhộng rất đẹp. Một cầu là lên thành hai này. À, giờ mai là bắt đầu là di tiếp một dàn chúa nữa. Đàn này là nó cũng đoái tí. Chúng ta nhìn đây này, ấu trùng nhộng là rất nhiều nhá. Đấy. Nói chung ong ở dưới đồng bằng khu tôi giờ nó ít đàn thế này, thì năm nay những cái đàn này đẹp hơn, đợt tới này lại chia tiếp. Rồi. À, nhộng đây. Đấy. Mai lại tiếp tục lại ria một đàn dàn ong nữa. Đấy. Còn đây đàn ba cọc. Đây, ong đây. Này. Đấy, chúng ta nhìn thấy ong đông về, nếu mà dưỡng ong chỉ cần thế này thôi, ong này đi lên mật cũng ok nhé. Cái thời gian mà ong chúa nó đã đẻ nó ổn định thì nó rất ít hao mật. Đấy. Rất ít hao mật. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Sơn Hy. Ong mà không lấy mật đấy thì nó cứ dôi quân. Ba hôm nữa là cầm hết các loạt ong chúa đi Quảng Ninh để chia chúa đẻ. Đấy. Đây, cầu mới xây đây. Đấy. Mà cầu nhộng này mà nó nở ra nữa thì ok. Đấy. Phấn góc góc này nó là phấn cúc nhá, nắng thế này là phấn cúc rất nhiều, nhưng mà sang tháng 6 thì lại không có.
Đấy. Phấn như thế này là đủ nuôi ấu trùng thôi, còn không không có dư. Đây là nó ở góc này này. Đấy, phấn đấy. Vâng, để tiếp phần video. Do tiếng đài truyền thanh nói quá. Nếu chúng ta không có thùng thì các bác cứ đi mua cái hòm xốp này này. Đấy. Về cắt ra, cắt ra này, sau rồi chúng ta lấy xiên vào đóng thành một cái thùng phối mili, một cái thành một cái thùng ong. Những cái này thì chúng ta cứ lấy đất chúng ta chít được, quét ra bên trong tí xi măng. Thùng làm nhanh nhất là thùng bằng hòm xốp, bằng hòm xốp. Thì cái đợt trước là cái đàn này là tôi bắt ong chúa đi Quảng Ninh, tôi chia. Đấy, chia một nhát là đã có ong chúa đẻ ngay. Đấy, là ở ngoài đấy là tôi không phải phục chia đàn. Đấy, nhưng mà ở nhà này là phải giữ chữ ong chúa. Đấy, đàn ong trông rất đẹp, đàn một cầu đây. Để thưa ong nó cứ lên rầm rầm. Đàn này là ong chúa cũng không biết có được không, nhưng mà trong cái sắc thái con ong này là khả năng là được. À, nhộng của cái con chúa cầm đi này. Thì cái đàn đây đẻ rồi. Cái đàn là một cầu quân đông thì nó lấy mật về vẫn có mật nhé. Còn đàn mà nó thưa quân là không có thì chúng ta cũng tham khảo rồi. Con ong chúa trước là đẻ đẹp lắm, đẻ xoáy 2-3 vòng. Đây không biết nó nằm chỗ nào. Đây đây, nó góc này. Đấy, con này là đẻ rồi. Thế con ong chúa mà nó có đẻ sớm hay không nó phụ thuộc vào theo thế đàn. Đấy, như thế này đợt tới này mà tôi thích chia đàn nữa thì tôi sẽ ăn. Thường thường nếu mà bên chuyên nghiệp thì cứ sau 10 ngày cắm mũ, tính từ ngày cắm mũ nhá, mà 10 ngày kiểm tra tổng quát một lượt thì đã có một cái dàn vũ chúa dự trữ rồi. Đó. Dàn thứ hai. Đây, đàn này là ông chúa đã đẻ. Đấy, sau 10 ngày mà kiểm tra mà đã có chứng như thế này là đàn ong chúa tơ đi phối về đã được. Đấy, chứ không phải là cứ cắm sau 2-3 ngày rồi chúng ta cứ kiểm tra các bác rỗi. Đấy, làm công nghiệp nhiều thì tôi toàn tính theo kiểu này. Đấy, thế sau này trong vòng tầm 10 ngày nữa là bắt cái con ong chúa này đi Quảng Ninh chia đàn. Đấy, ở nhà lại cắm một loạt khác. Đấy. Đây. Trứng của ông nội bao giờ nó cũng đẻ xuôi xuống như thế này. Mà trứng của ông nội là to hơn trứng ông ngoại. Vâng, thì vừa xong thì ở dưới khu vực các bác các bạn thì cái vùng nào thiếu phấn thì chúng ta không nên thay ong chúa.
còn ở dưới đồng bằng đấy, thì tôi cũng lướt qua như bác Minh Phương là vẫn còn tạo được ong chúa vì ở đấy có nguồn phấn nó tốt, nguồn mật tốt đấy, thì chúng ta chú ý. Thế thì cũng chia sẻ là tôi phải làm tạo ong chúa ra cầm ra ngoài Quảng Ninh đợt tới này chia thêm 10-15 đàn, thì ong chúa có sẵn rồi mình chỉ có ghép ong chúa là thế là xong. Giờ nó có cái lồng nhựa thì nó dễ cầm và dễ điều khiển. Đấy. Thế thì nếu các bác các bạn trong cái thời gian tới mà nó chúng ta không có thùng gỗ thì chúng ta phải dự trữ thêm cái bằng thùng xốp. Thùng xốp chúng ta cắt lấy con dao mỏng cắt đúng kích thước và các bác lấy cái que cái tre chúng ta xiên vào thành một cái đinh cài bốn góc tạo thành một cái thùng. Đấy. Thì nó vừa rẻ, vật liệu nó dễ làm. Đấy. Thế khi đã làm thùng như thế rồi thì chúng ta tận dụng cái ván ngăn ấy. Giờ nó hết mùa ván ngăn rồi thì chúng ta chỉ cần đóng hai cái cọc hai bên này là con gà lên thì nó không đổ được, cái hòm gỗ thì nó nặng hơn. Đây, chúng ta chú ý như thế, tạo nhanh. Thì vừa xong thì cũng xem một số hình ảnh. Từ ngày cắm mũ chúa mà đến ngày kiểm tra sau 10 ngày chúng tôi mới kiểm tra. Đấy. Thì nói chung là có 6 con ong chúa đều được hết. 3 đàn thì bằng 3 miếng tai mèo. Còn 3 đàn thì bằng chia ra đều một cầu. Một cầu dễ kiểm tra và nó nhanh biết hơn. Đấy. Thì ví dụ các bác muốn tìm chúa chứ còn cái đàn mà nó 4 cầu là chúng ta tìm hơi phức tạp. Về mùa này mà ong nó đông. Vâng, để ủng hộ kênh các bác các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào tạm biệt, bye bye.